Đây mọi người ơi, đây là chiếc bút camera V10 mọi người nhé. Sau khi quay xong ở đây là mình sẽ là lấy cái thẻ nhớ ra, mình cắm vào cái đầu lọc thẻ và mình cắm vào chân máy tính như thế này anh chị nhá. Đấy, và bây giờ là mình sẽ vào từng cái hướng dẫn để mọi người xem lại này. Đầu tiên là mọi người sẽ vào ZIP PC này, hay là My Computer đều được anh chị nhá. Đấy, ZIP PC hoặc là My Computer đều được như này. Và anh chị sẽ vào cho em cái ổ E này. Có một cái dung lượng ổ E đây nha anh chị. Kích hai lần chuột trái này, kích hai lần chuột trái này. Kích hai lần chuột trái vào anh chị nhá. Kích hai lần chuột trái vào, sau đấy ở đây nó sẽ có cái chữ video là file quay video đấy. Anh chị kích thẳng vào đây nhá. Đấy, anh chị kích thẳng vào đây này. Đấy, kích thẳng vào đây một cái nữa này. Đấy là nó sẽ ra này. Cả hình cả tiếng mọi người nhé. Đấy, sử dụng nó rất là tiện anh chị nhá. Đấy, trong quá trình xem thì anh chị có thể là tua đi tua lại này, tua đi tua lại thoải mái anh chị nhá. Sử dụng rất là ok, hiệu quả, sử dụng đơn giản nhá. Cắm ngoài ra anh chị có thể là lấy cái đầu lọc thẻ này, anh chị cắm vào điện thoại cũng được anh chị nhá. Đây là em sẽ tặng kèm cái thẻ chuẩn Class 10 luôn này, thẻ chuẩn 32GB Class 10 luôn anh chị nhá. Sử dụng rất là ok về chiếc bút camera này anh chị nhá. Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình em. Website camera quay lén 360.vn, hotline 0969 920 888. Thì hiện tại công ty bên em đang bán và cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu với công nghệ 1.0 như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 838 thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ anh chị 24/24. Thì quay trở lại với video clip của chúng ta ngày hôm nay, thì em muốn giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm camera ngụy trang đang làm mưa làm gió trên thị trường trong thời gian vừa qua. Mã sản phẩm có tên là camera V10 anh chị nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này, anh chị là có thể là sử dụng bóc tách ba chức năng. Tức là bình thường những loại bút camera ấy, thì nó sẽ là quay video lưu ở thẻ nhớ. Riêng cái dòng này thì anh chị có thể bóc tách ra làm quay phim này. Tất nhiên ở đây là quay phim là sẽ là đầy đủ âm thanh nhé. Cái thứ hai là anh chị chỉ muốn ghi âm thôi, là có chức năng chỉ ghi âm thôi này. Đấy, ba là anh chị muốn chụp ảnh thì có cả chức năng chụp ảnh anh chị nhé. Bộ sản phẩm này sẽ có là hỗ trợ thẻ nhớ là 32GB. Với cái 32GB là anh chị có thể là ghi âm cũng như là quay phim liên tục trong vòng 7 ngày nhé. Bộ sản phẩm này khi anh chị sạc đầy pin xong là mình có thể sử dụng được liên tục trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đấy, sẽ quay lưu ở thẻ nhớ về xem lại thì rất phù hợp cho những anh chị nào mà bây giờ là muốn là sử dụng để quay người đối diện này, quay người trước mặt này, ví dụ đi bàn bạc công việc làm ăn đấy, hoặc là anh chị có thể là quay lại các cuộc hội thoại nói chuyện với nhau để làm bằng chứng chứng cứ tìm ra sự thật, hoặc là khi là đi chơi, khi đi dã ngoại ấy, thì anh chị cũng có thể còn theo để quay lại những video khoảnh khắc đẹp, cũng như là biến nó thành một chiếc camera giám sát, camera hành trình thì đều là ok anh chị nhá. Và ngoài ra thì cái bút này là mình vẫn có thể viết được bình thường đấy, rất chi là hay đấy. Thì là khi anh chị mua bộ sản phẩm này về thì bên em sẽ tặng kèm luôn cho anh chị một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 32GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì như em đã nói đấy, mà mình có thể là sử dụng liên tục trong vòng một tuần nhé. Tiếp đến là chế độ chính sách bảo hành, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành cho mình 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Còn trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ. Và bây giờ thì không phải đợi anh chị đợi lâu nữa, em sẽ cùng anh chị đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của các bộ sản phẩm này nhé. Ở đây thì ngoài tem thẻ bảo hành ra này, khi mua về mình sẽ nhận được một chiếc hộp như này anh chị nhé. Đấy, thì anh chị sẽ mở ra cho em này. Khi mở ra chị sẽ thấy một chiếc bút hình màu đen màu vàng đấy anh chị nhé. Đấy, tiếp đến ở đây là phụ kiện đi kèm theo. Phụ kiện đi kèm theo ở đây là sẽ có một cái dây kết nối này. Đấy, đây là cái dây kết nối để anh chị là có thể là xem trực tiếp ở trên máy tính hoặc laptop nhé. Tại vì cái bộ sản phẩm này là không xem trực tiếp ở trên điện thoại. Thế là khi anh chị quay xong về, một là anh chị có thể rút thẻ nhớ ra, hai là anh chị là có thể kết nối với cái đầu dây này để anh chị xem trên máy tính nhé. Đấy, và đây là nhân vật chính của chúng ta này, cái camera bút V10 đấy anh chị nhé. Đấy, 100% là giống như chiếc bút bình thường. Ở đây thì anh chị là vẫn có thể là xoáy cái đầu ngoài này ra này, xoáy cái đầu ngoài này ra này, thì mình viết được bình thường này. Đấy, xoáy lại này. Đấy, rất chi là hay và tiện lợi nhá. Nhìn như này thì không ai có thể biết được đây là cái bút camera cả anh chị nhé. Đấy, ở đây là sẽ có cái mắt này, cái mắt thần con này. Đấy, đây chính là mắt sơn nhỏ của camera bút này anh chị nhé. Đấy, ở đây nó là cái lỗ báo đèn này, cái lỗ báo đèn này, đây chính là cái lỗ báo đèn anh chị nhé. Đây,
bé xíu xíu này rất chi là khó nhìn này. Còn cái này thì sử dụng rất chi là đơn giản thôi thôi nhá. Đây, cái này đấy. Khi anh chị mới mua về thì đầu tiên là chị sạc pin cho em. Sạc pin thì anh chị lưu ý cho em là sạc pin là mình sẽ là cắm trực tiếp vào cái cốc sạc luôn chứ không phải thông qua dây sạc nhé. Đấy, chị lấy trực tiếp cái đầu này, anh chị cắm vào cái cốc sạc điện thoại là ok. Đấy, thì là khi đó là mình sẽ không phải là dùng dây dạ gì nữa cả anh chị nhé. Đấy, ở đây thì anh chị có thể thấy đây. Cái phần này nhé, phần này thì sẽ là không liên quan gì đến camera nhé. Phần ngoài, phần này nó chỉ là cái phần đầu bút ở ngoài bút thôi. Camera tất cả sẽ ở trên phần này đây. Đấy, ở đây chị có thể thấy là đây là cái chân cắm sạc rồi. Đấy, ở đây sẽ có 1, 2. Đấy, 1, 2 thì tí nữa em sẽ giới thiệu sâu hơn để cho chị hiểu nhé. Tức là 2 ở đây này. Nếu mà để chế độ 2 thì nó sẽ là quay phim nhé. Để chế độ 1 ở đây thì nó sẽ là ghi âm chụp ảnh. Đấy, cái này thì anh chị có thể là gạt sang bên này, gạt sang bên kia là theo ý thích của mình này. Đấy, 1 hoặc 2. Đấy thì tí nữa em sẽ là giới thiệu là sâu hơn. Còn trước khi điều quay là anh chị bắt buộc phải lắp cho em thẻ nhớ nhá. Đấy, cái riêng cái dòng này là mình muốn là quay phim hay chụp ảnh được là mình phải lắp thẻ nhớ vào nó sử dụng được. Ở đây anh chị lấy thẻ nhớ ra. Đấy. Ở đây thì anh chị sẽ là để ý cho là cái mặt chữ nhé, sẽ ngửa ra ngoài, mặt đầu sẽ hướng vào trong, sau đó anh chị đẩy vào này. Đây. Riêng đẩy đến cái tầm này nhé, tầm này là nó kịch rồi này, anh chị đừng cố đẩy xuống làm gì cả, nó gãy nữa ở trong. Thì là mình đẩy với cái lực vừa vừa đến cái tầm này thôi là ok, thì nó sẽ nó mắc lại ở đây một khoảng nhé, nó sẽ chừa ra một khoảng này chứ không phải nó thụt hẳn nó sâu trong đâu. Đấy, người ta sẽ là thiết kế để thụt lại một khoảng như này để khi mình lấy thẻ nhớ mình rút ra như này cho nó dễ này. Đấy. Sau đó thì chị có thể xoáy vào hay không xoáy vào đều được hết này chị nhé. Thì ở đây anh chị có thể này. Hiện tại là nó chưa hoạt động đâu nhé. Bây giờ để em xoáy lại nhé. Đây. Ở đây đang ở số 2 này, số 2 tức là quay phim nhé. Thì anh chị dí vào nút còn cho em này. Đấy. Như này đang bắt đầu quay phim nhé. Riêng anh chị để số 2 là như này đang bắt đầu quay phim luôn rồi này. Ở đây là quay phim là đầy đủ âm thanh hết anh chị nhé. Đấy, như này đã bắt đầu quay phim này. Đấy. Nếu mà để số 2 anh chị là dí vào nút gần ở đây khoảng tốc độ là 3 giây. Đấy, nó sẽ hiện 3 cái như vậy, xanh xanh như vậy là quay nhá. Đấy thì là đang quay anh chị không muốn quay nữa, anh chị ấn nút chuyển đỉnh này, ấn một cái này. Đấy anh chị thấy không? Nó chuyển sang đèn vàng này. Đèn vàng này tức là đang ở trạng thái chờ nhé. Đấy. Tất nhiên anh chị nào bây giờ là muốn quay tiếp ấy, thì anh chị lại ấn một cái. Đấy, như này đã bắt đầu quay tiếp anh chị nhé. Nó chỉ là cái lúc khởi động nguồn lên thì mình có thể dí liền thôi, còn đâu khi thao tác ở đây anh chị ấn một cái là được. Đấy. Ở đây một cái nữa đây. Là lại về trạng thái chờ nhá. Và lúc ấy, từ lúc ấy đến giờ mà là mình đã quay được 2 video. Đấy. Tiếp đến ở đây là đây là cái phần quay phim nhé. Còn cái phần ghi âm chụp ảnh nó sẽ ở cái số 1 đây. Anh chị gạt về số 1 này. Đấy. Lưu ý cho em là khi mình để đèn vàng nhé. Mình để đèn vàng thì là mình mới gạt về số 1 nhá. Và khi anh chị gạt sang số 1 ở đây này, nó đang ở trạng thái chờ đấy nhá. Nếu mà nó có đèn vàng này đang ở trạng thái chờ này. Bây giờ mình muốn chụp ảnh nhé. Nếu mà anh chị muốn chụp ảnh thì anh chị ấn nút này một cái này. Một cái nó nháy này. Đấy, như này chụp ảnh này. Ấn một cái vào tay ra này. Đấy, nó là chụp ảnh nhá. Nháy xem một cái, cái này nó là chụp ảnh. Đấy. Còn anh chị là bây giờ muốn ghi âm nhé, muốn ghi âm thì anh chị dí vào nút ở trên đỉnh này là 3 giây này. 1 2 3 bỏ tay ra này. Đấy, nó sẽ nháy 3 cái. Và như này đang bắt đầu ghi âm anh chị nhá. Đấy, đang bắt đầu ghi âm này. Mình không muốn ghi âm nữa thì anh chị ấn ở trên đỉnh này một cái này. Lại về trạng thái màu vàng đây là trạng thái chờ nhá. Đấy, sử dụng nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy, thì sau khi là anh chị là quay xong đúng không? Thì nếu mà anh chị nào mà bây giờ muốn tắt nguồn đi không muốn sử dụng nữa nhanh nhất ấy, thì anh chị là có thể là rút thẻ nhớ ra hoặc là mình có thể là gạt về số 2. Gạt về số 2 này. Đấy. Sau đó anh chị là díu nút nguồn này. Đấy, cho đến khi nó tắt hẳn đi là ok anh chị nhá. Đấy, tức là nó có hai kiểu tắt nguồn. Một là mình về số 2 sau đó mình díu nút nguồn cho đến khi nó tắt hẳn đèn đi, hoặc là hai là khi anh chị nó rút cái thẻ nhớ ra này là nó sẽ tự động nó tắt đi cho mình anh chị nhá. Đấy thì sau khi là mình là quay xong, ghi âm xong, chụp ảnh xong, mình muốn xem lại cái dữ liệu hình ảnh thì là anh chị là có thể là một là rút thẻ nhớ ra cắm vào máy tính laptop, hai là anh chị là có thể là sử dụng luôn cái cáp sạc này để cắm vào thì đều là ok nhá. Thì thời gian vừa qua là khách hàng là sử dụng cái bộ sản phẩm này rất chi là nhiều tại vì nó cực kỳ là đa năng. Đấy, muốn quay phim có quay phim, muốn chụp ảnh có chụp ảnh, muốn ghi âm có ghi âm luôn, thành ra là đa chức năng như vậy, thành ra là rất nhiều khách hàng người ta ưa chuộng. Thì anh chị nào có nhu cầu mua về cái bộ sản phẩm này thì chỉ việc gọi đến từ số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 888 thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật tư vấn hướng dẫn hỗ trợ anh chị 24/24, giúp anh chị một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.